Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh azetechshop.com. Quay trở lại với một loạt series về WinCE-Unify. Thì chủ đề ngày hôm nay admin xin hướng dẫn cho các bạn một cái chủ đề cũng khá là hay và là khá là thú vị về cái phần là chức năng là Fails Constant và chúng ta sử dụng cái tính năng là Interface Property. Thế thì video trước thì các bạn đã được làm quen với cái bài là bát 19 về cái phần là Fails Constant sử dụng cái phần là trên background color use the property interface. Thì cái chủ đề ngày hôm nay admin sẽ hướng dẫn các bạn cái chủ đề là nó là trên fails trên graphic list and trên test list sử dụng cái thằng là interface property. Thì các bạn nhìn vào đây này, hiện tại bây giờ admin nhấn ở đây thì con motor này bằng 1 thì nó tự nhiên xuất hiện cái con motor màu xanh đây. Đấy, xuất hiện màu xanh đây. Đấy, thì đây là những cái biểu tượng như thế này là những biểu tượng là graphic list đúng không ạ? Thế thì giả sử như admin để đây là fail nhá. Fail ha. Đó. Thì các bạn nhìn đây thì lập tức ở đây nó có xuất hiện màu vàng. Đó ha. Fail. Đấy. Đây thì xuất hiện nó sẽ xuất hiện màu vàng. Còn ở đây nếu như admin nhấn run thì tự nhiên nó run ở đây ha. Thì cái chức năng ở bên này này, ba cái biểu đồ này, ba cái hình này là chức năng là graphic list. Còn bên này là cái chức năng là test list. Thế thì ứng dụng giữa cái thằng là graphic list, test list như thế nào trong cái phần Fails Constant thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhé. Thì trước tiên đến với chủ đề ngày hôm nay thì admin xin giới thiệu một chút xí là hiện tại bây giờ là cái phần là WinCE Unify là một cái phần nâng cao của WinCE Runtime Advanced, WinCE Professional và HNI. Nên là các bạn nào để xem lại các bài của phần WinCE Unify thì các bạn có thể vào mục là WinCE Unify nằm đây. Các bạn để xem từ bài bắt 0 để cho tới bài bắt 19 để các bạn xem lại các chủ đề mà admin đã làm. Ngoài ra để tiếp thu được cái phần này nhanh hơn thì các bạn có thể đăng ký có khóa học lập trình BOC online về là WinCE Runtime Advanced, WinCE Runtime Professional và HMI để các bạn khi mà các bạn qua cái chủ đề ngày hôm nay thì các bạn sẽ nắm rõ hơn về WinCE Unify. Bởi vì ở hiện tại ở Việt Nam thì hơn 98% là đang sử dụng là HMI, WinCE Runtime Advanced, WinCE Runtime Professional, rất ít sử dụng WinCE Unify. WinCE Unify chỉ là một nền tảng cho tương lai thôi. Thì nếu như các bạn muốn bắt chước tương lai thì chúng ta là học hiện tại trước và làm quen những cái phần hiện tại trước. Thì bên khoa học của trung tâm thì có các review nội dung khoa học này, các quyền lợi khi tham gia khoa học này, các chia sẻ các bạn học viên và các trailer về khoa học các bạn có thể xem ở đây. Thì ngoài ra các bạn có thể lên đây các bạn xem này. Khoa học 1 bao gồm là BOCS 7 ngàn 2 ngàn 5 WinCE cơ bản từ bài 1 cho tới bài 40 này. Khoa học 2 về ngàn 2 ngàn 5 WinCE nâng cao. Khoa học 3 về mảng truyền thông công nghiệp thì hiện tại bây giờ đang được giảm giá full 4 khoa học là 700k. Bạn nào đăng ký thì liên hệ admin. Rồi để không mất thời gian của các bạn nữa thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm nhau đi tìm hiểu cái phần là test list and graphic list sử dụng cái tính năng là interface property với thằng Fails Constant ha. Rồi thì hiện tại bây giờ admin đã có một cái hàm library ở đây ha. Thế thì ví dụ như cái hàm này là hàm default 6 để admin edit này này. Đấy. Tạm thời đi mấy cái này thì các bạn biết admin sẽ xóa. Giả sử admin sẽ xóa thằng này đi ha. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì để làm được cái thằng này tag star thì các bạn biết rồi. Đúng không? Tag star thì các bạn biết ở đây thì admin để là motor config này. Ở đây thì chúng ta để là motor config motor DOL ha. Thì cái này thì các bạn có thể xem thêm ha. Và các bạn vô đây các bạn nhìn thấy này. Ở đây này motor DOL đây thì admin đã có sẵn đây rồi. BC data type đúng không? Đó motor DOL này. Đó start stop và motor status này được chưa? Thế thì các bạn nhìn vô hàm con này các bạn nhìn thấy này. Khi mà motor mà dừng thì bằng 0 này. Motor mà chạy thì bằng 1 và khâu thì bằng 2 mu đây. Cái chức năng status nằm đây được chưa? Rồi. Đó. Rồi thì ở đây các bạn nhìn thấy ở đây có start thôi. Và đây là gì ạ? Có stop. Và stop đúng không ạ? Ở đây thì tag interface chúng ta có motor config ở đây thì các bạn biết rồi đúng không? Còn ở đây thì chúng ta ở đây này admin tạm thời admin sẽ xóa nó đi này. Đó. Admin sẽ lôi cho nó ra một cái biểu tượng là gì ạ? Element này. Ở đây admin sẽ lôi hai thằng một cái thằng là IO field đi ha. Đó. Một cái thằng là symbol IO field. Được chưa? Thì admin sẽ đưa cái biến status thôi. Biến status của motor thôi đúng không? Đó. Ở đây trong phần row in property interface thì trong phần in property interface á thì ở đây
Trong phần Robot Interface thì nó có hai phần quan trọng. Thứ nhất là phần Caller. Thì phần Caller thì chúng ta đã làm được quen là cái bài về cái chủ đề phần Caller ở đây rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã làm quen về phần bài Caller ở đây rồi. Còn một cái phần quan trọng nữa là Resource List. Đó, ở đây này. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ làm cái phần là Robot Interface sử dụng chức năng là Resource List ở đây ha. Rồi sau khi ở đó thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta config cho nó này. Đối với thằng này thì chúng ta chọn ở đây là gì? Rosette value đúng không? Rosette value chúng ta chọn đây là cái tag đúng không? Đúng không? Ở đây thì chúng ta chọn tag là motor. Ở đây chúng ta chọn tag là status đúng không? Cái này thì đơn giản các bạn biết rồi ạ. Còn đối với thằng này thì ở đây thì chúng ta chọn cho admin là process và các bạn vẫn chọn tag cho admin này. Đó, chúng ta chọn tag là tag status đúng không ạ? Ở đây là resource list á. Resource list thì các bạn chọn Robert Interface là cái thằng này đây. Đúng không? Đấy. Thì các bạn chọn đây là Robert Interface cho admin. Đó, được chưa? Rồi chúng ta ở đây các bạn chọn cái phần là name này. Name là chúng ta sẽ chọn là Interface Robert 1. Ở đây bởi vì là ở đây admin đặt giả sử admin là Interface đi ha. Admin để là Interface đi ha. Đó. Thì lập tức ở đây là gì ạ? Cái thằng này nó sẽ chọn ở đây là Interface. Đúng không? Đấy, Robert đó, được chưa? Thì sau khi như vậy thì chúng ta đã làm xong thì admin này nhấn reload version nằm đây. Đấy, ok, bắt 7 này. Đó ha. Rồi. Admin qua bên này. Thì ở bên này thì nó có hai phần thì các bạn chú ý cho admin là cái phần là test and graphic list. Đối với cái phần là test list á, ở đây thì cái thằng này thì do là thư viện rồi thì như chúng ta sẽ không xóa được. Đối ở đây thì admin có làm cái phần status này. Thì bằng 1 thì cho nó running này. Đúng không ạ? Bằng 1 thì cho nó running này. Đúng không? Motor run thì bằng 1 này. Đúng không? Bằng đây là bằng bằng 0 này. Đó, đây bằng 0 này, bằng 0 thì stop này đúng không ạ? Bằng 1 running, bằng 2 thì fail ạ, đúng không? Đấy. Còn đây default kể nó được chưa? Còn đối với phần graphic list ở đây thì các bạn biết rồi. Chúng ta kéo ra thôi thì các bạn nếu mà không quen thì các bạn có thể lên kênh Nguyễn Văn Nguyên để các bạn để xem cái bài là set list and graphic list nằm đây. Đúng không? Đấy, các bạn có thể lên xem thêm cái phần set list and graphic list các bạn nằm đây ha. Rồi, ở đây thì chúng ta chọn motor hoặc bấm đây thôi. Mà bằng 0 này thì bằng 1 thì motor run này. Đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta cho thằng này đi. Cho thằng này là graphic 4. Đó, được chưa? Đấy, thằng bấm này cũng vậy á. Bằng 3. Bơm 9 red đi ha. Đó, được chưa? Đấy, ok. Bằng 1, bằng 0, bằng 1, bằng 2 đây. Rồi, sau khi mà làm được như vậy á thì ở đây thì chúng ta sẽ vào đây ha. Tôi sẽ đổi ở đây á, thành là khi này chúng ta vừa tạo ra cái thằng thư viện số 7 đúng không? Đây, khi này chúng ta vừa tạo thằng này thì các bạn đổi đây cho admin là thằng số 7 đi. Số 7 đi ha. Rồi ở đoạn này thì admin bao lại, admin làm cho nhanh nhé. 7. Sau khi mà admin chọn được thằng 7 này thì ở đây là interface thì các bạn vẫn chọn data motor 1 đúng không ạ? Data motor 1 thì các bạn biết rồi. Data motor 1 thì các bạn biết rồi, ở đây thì chúng ta đã kéo mấy cái thằng là cái biến ở trong này lên. Đúng không ạ? Chúng ta kéo mấy cái biến là data motor 1 thì bao gồm thằng này. Đúng chưa? Đó. Rồi, cái tiếp theo ở đây thì chúng ta nó có một cái phần là interface nằm đây này. Ở đây thì chúng ta click vô đây. Nếu như chúng ta chọn ở đây là status đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta chọn đây là graphic list á, thì ở đây thì chúng ta click vào đây là chúng ta chọn là motor đi. Giả thử thằng này admin click vào đây ha. Admin chọn graphic list thì admin chọn đây motor. Còn thằng này admin click vào đây ha. Admin chọn graphic list mà admin click vào đây là pump đi. Còn bên này thì gì admin chọn đây là gì ạ? Có thể admin chọn đây là set list. Và thằng này có thể là admin chọn đây là set list luôn. Đó. Đúng không? Thì các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy này. Đối với gần graphic list và set list thì các bạn biết rồi đó, status này. Đó, 0 này, top này, 1 running, 2 là fail.
Lần này này cũng vậy, không là đầu đỏ, một thì màu xanh và hai màu màu vàng. Rồi, được chưa? Đấy đó là cái phần checklist and graphic list. À. Rồi chúng ta loát lần này xuống thôi. Rồi chúng ta loát xuống này. Đó, chúng ta property nó quét ở đây. Đấy các bạn như này, ở đây thằng này bằng 2. Đấy, một này running này. Run này ở đây nó báo sẽ báo nổi màu để màu run ha. Được chưa? Rồi khối DB này ví dụ như admin để reset hai thằng flow này đi. Đấy, admin reset hai thằng flow này đi. Đó thì bằng 0 này stop này. Đó, stop này, stop này, stop này đúng không? Đấy, run này, run này, run này. Đấy, được chưa? Đấy. Ví dụ như thằng này admin mà để cho nó thằng 3, thằng 4, thằng 5 admin để flow đi ha. Flow. Vì flow nó sẽ move 2 và status. Đúng không ạ? Stop thì mua này, stop thì mua 1 vô này, mua 0 vô này, được chưa? 2 thì mua flow vô rồi, đó được chưa? Thì các bạn nhìn vào đây, đó là flow và running ở đây. À được chưa? Thằng 4 là thằng 5 ở đây, giả sử thằng 5 đi ha. Cho flow luôn. Đấy. Thì đấy là về cái chủ đề, toàn bộ cái nội dung về cái chủ đề là Faceless Content. Chúng ta sử dụng cái tính năng Interface Property và chúng ta sử dụng cái chức năng là Resources List để chúng ta là chèn checklist và graphic list vô. Thì nội dung của bài học ngày hôm nay thì chỉ có như vậy thôi. Và để các bạn nào mà muốn làm quen hay tiếp thu nhanh với cái phần WinCE-Unify thì các bạn nên học cái phần là WinCE Runtime Advanced, WinCE Runtime Sovetional và HMI. Thì các bạn có thể lên kênh Nguyễn Văn Nguyên, các bạn vào danh mục tranh sách phát để các bạn xem thêm về các gì ạ? Về các danh sách phát. Ví dụ như các bạn có thể đăng ký khóa học, các bạn có thể học phần mềm thiết kế mạch điện, các dự án tự động hóa, các tổng quan về biến tần mảng truyền thông công nghiệp, tự học ở đây, được chưa? Thì đấy là toàn bộ nội dung ngày hôm nay. Còn bạn nào đăng ký khóa học thì liên hệ với admin nhé. Còn video ngày hôm nay của admin xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.